phần ớt cay bột này vào các bạn này. Bây giờ mình sẽ cắt một ít lọc thơm vào nhé. Các bạn, bây giờ mình sẽ cho một ít phần tương lên. Bộ nồi đóng mé. Cả đực nữa mày. Cả cái ánh nữa. Rồi đây các bạn này, là như vậy thì mình đã hoàn thành xong. Đây là một món bánh mì muối ớt rất là đơn giản đúng không các bạn? Chỉ cần một cái bánh mì không, mà khi nào chúng ta sẽ ăn tràn bánh mì ấy thì chúng ta hãy thử làm cái món bánh mì muối ớt này thì các bạn nhé. Ôi bông bẹp tí ơi, em ở thân tí đấy đã. Bông gào tí em với. Ăn cả rồi. Chắc mẹ vì nở thôi. Chắc mẹ vì ngồi anh với em thì anh chỉ ăn bín ăn cả rồi. Đây các bạn, như vậy thì mình đã hoàn thành xong món bánh mì muối ớt rồi các bạn này. Rất là đơn giản đúng không các bạn? Và bây giờ thì mình sẽ video này mình cũng làm tại đây các bạn nhá. Và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo của mình nhá. Chúc các bạn thành công. Bye bye. Hello, chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm món bánh mì sốt cay các bạn. Đối với món bánh mì sốt cay này thì mình sẽ sử dụng một ổ bánh mì này, một ít sa tế, một cái tương ớt, một ít bột cay khô các bạn nhé. Rồi bây giờ thì mình sẽ làm cái nước bánh mì sốt cay này các bạn nhé. Rồi cái phần bánh mì sốt cay này thì mình sẽ cắt cái phần bánh ra. Mình sẽ để như thế này cũng được các bạn nhé. Rồi bây giờ thì cái phần mình sẽ bật bếp này. Các bạn bỏ cho mình một ít dầu ăn vào. Sẽ cắt đôi cái phần bánh này đi nha các bạn.
sau đó thì các bạn sẽ bỏ cho mình một ít phần sa tế vào. Các bạn bỏ một ít ớt bột như thế này vào nhé. Mình sẽ bỏ một ít ớt bột như thế này. Và bây giờ thì chúng ta chỉ việc bỏ bánh mì vào nhé. Chúng ta sẽ siêu lửa đi. Cái này nữa. Các bạn cho